tin thể thao hôm nay ngày 7 tháng 6 sẽ có: sau 2 năm ông Park nghỉ, khán giả mới thấy huấn luyện viên tuyển Việt Nam cuốn chào. Huấn luyện viên Southgate giải thích lý do đau lòng loại 7 cầu thủ đội tuyển Anh. Xác định 13 đội bóng vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Thua Iraq, huấn luyện viên Indonesia trách cầu thủ đội nhà. Hai cựu sao Manchester United ghi bàn, Hà Lan thắng tưng bừng Canada. Văn Toàn nghỉ trận gặp Iraq. Huấn luyện viên Tom Sanchez muốn cổ động viên Việt Nam cổ vũ đội tuyển Philippines thắng Indonesia. Huấn luyện viên Thái Lan thừa nhận mắc sai lầm khiến đội nhà bị Trung Quốc cầm chân. Trang chủ FIFA World Cup ca ngợi chiến thắng của tuyển Việt Nam. Hãy đăng ký nghe các khóa học MC chuyên nghiệp tại Học viện Truyền thông Z Cộng. Địa chỉ số 30, đường số 4, khu dân cư Cityland, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.